Máy khoan bàn hiệu Kiga nha cả nhà. Chiều cao 1m, đầu kẹp 13 ly nha. Đây thông số máy nha. Việt Nam của mình thì đang mưa hè, tốc cao nhất là 2.300 và chậm nhất là 415 nha cả nhà. Rồi em bật máy lên chạy nha. Con này thì sử dụng điện 1 pha 2.2 luôn nha cả nhà. Về game điện trực tiếp vô là sử dụng thôi. Tuy cốt máy còn đẹp nha cả nhà. Máy chạy im. Máy chạy im lắm cả nhà. Mâm nè, mâm tròn. Máy khoan bàn hiệu Kiga, chiều cao 1m. Đầu kẹp 13 ly nha cả nhà. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em qua nha. Và số điện thoại là 0816 527 425 hoặc là đến địa chỉ 975 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em nha.